Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Trần Xuân Hiệp, 30 tuổi và Nguyễn Duy Phương, 33 tuổi cùng trú tại quận Đống Đa để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Ba Đình đã phát hiện ổ nhóm hoạt động mua bán thận trên địa bàn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Theo Công an, Hiệp và Phương từng đi bán thận nên biết rõ thủ tục và quy trình mua bán. Hai nghi phạm lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán thận với giá 230 triệu đồng một quả, sau đó vào bệnh viện để tìm người mua thận. Ngày 1 tháng 2, hai nghi phạm làm thủ tục mua bán thận cho 2 ca và thu của mỗi người mua là 1,1 tỷ đồng. Trừ các chi phí đóng viện phí, phí xét nghiệm, nuôi ăn ở, tiền cho người bán, mỗi trường hợp hai người này thu lời bất chính từ 200 đến 300 triệu đồng. Ngày 2 tháng 2, Công an quận Ba Đình bắt giữ cả hai. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán thận. Khi khám xét nơi ở của các nghi phạm, Công an còn phát hiện thêm 4 trường hợp đang được làm thủ tục đợi chờ người mua thận. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.